Em gái kiện con gái Vũ Linh để đòi tài sản, dân mạng mắng là quá tham. Em gái Vũ Linh là Hồng Nhung đã kiện con ruột Vũ Linh là Hồng Loan để đòi số tiền, đòi số tài sản mà bà mong muốn được hưởng với con gái của mình là Hồng Phượng. Vào ngày 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận đang thụ lý vụ kiện tranh chấp chia di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan, tức là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đứng tên nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái Vũ Linh. Bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái Vũ Linh. Người đại diện của bà Võ Thị Hồng Loan xác nhận đang chờ tòa án tiến hành các thủ tục tiếp theo sau khi thụ lý đơn kiện. Nội dung đơn kiện ghi rõ là bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị tòa án hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bị đơn lập ngày 7 tháng 4 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hiện đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại gồm có nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87 và 88, cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và một xe ô tô. Bên cạnh đó, nguyên đơn cũng yêu cầu tòa án chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với quyền sử dụng đất thửa số 8788 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông cho mình và ông Võ Thành Nhiêu, em trai của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bà Võ Thị Hồng Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ở dưới đây là những cái dòng mà tin nhắn và dòng bình luận của khán giả. Thực sự vì một chữ tham mà ra tài sản của cậu Năm từ một nghề ca hát mà có đó. Vậy HP được cậu Năm nâng đỡ vậy mà không hiểu ý nghĩa của nó. Loan sẽ thắng, nực cười thay. Điều kiện cần và đủ của di chúc miệng là gì? Những ai hiểu luật nên giải thích cho mọi người biết. Xem mà nhói lòng, trong khi hàng vạn người khóc thương cậu thì chính đứa em gái làm lên sóng gió mà không chút tưởng nhớ đến cậu, thật quá bất hạnh. Và sau thông tin này đó thì công chúng đã vô cùng phẫn nộ về hành động của nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Họ cho rằng theo luật thừa kế thì không đến lượt em gái được quyền thừa hưởng tài sản của anh trai. Không chỉ thế, cháu gái tức là nghệ sĩ Hồng Phượng là người khác họ thì càng không có quyền thừa kế và di chúc miệng cũng không hợp pháp. Và trong một cái trang báo ở trên tờ báo Zing cũng có một bài viết là Hồng Phượng đã xác nhận khởi kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Phượng xác nhận tòa án nhân dân thành phố tức là quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý đơn kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung đối với Võ Thị Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Trao đổi tri thức trực tuyến thì ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, xác nhận là mẹ cô là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái nghệ sĩ Vũ Linh, đã khởi kiện tranh chấp tài sản đối với Võ Thị Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh. Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý đơn kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và ông Võ Thành Nhiêu, em trai Vũ Linh. Theo đơn kiện thì bà Nhung đề nghị tòa án nhân dân quận Phú Nhuận hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7 tháng 4 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong đó nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban dân quận cấp ngày 23 tháng 1 2015 đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 8788 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban dân quận Thủ Đức
nay là thành phố Thủ Đức, cấp ngày 19 tháng 12, 1998, và một ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Trong đơn kiện, bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên nói trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà và ông Nhỏ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài ra, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh đối với quyền sử dụng đất thửa số 8788 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Loan và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung cũng yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, gia đình cố nghệ sĩ trở nên lục đục. Hồng Loan cho biết nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ, cô không hay biết, không được tham gia. Vũ Linh, con nuôi của cố nghệ sĩ, bức xúc khi tin đồn Vũ Linh kinh doanh trên đám ma của ba nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bằng cách thuê đội ngũ livestream gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 3 vừa qua đó, khi mà nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, sau thời gian chống chọi với bệnh tật đã để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Thì sau khi ông nằm xuống, nội chiến gia đình của cố nghệ sĩ đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Đáng chú ý là đoạn ghi âm ghi lại cuộc đối thoại giữa Hồng Loan và Hồng Nhung và Hồng Phượng về việc tranh chấp tài sản. Theo đó, Hồng Loan đã hỏi Hồng Phượng rằng là mày họ gì Phượng? Tuy nhiên thì Hồng Phượng đã nóng giận đáp rằng là tôi họ gì kệ mẹ tôi, nhưng tôi là cháu ruột của cậu. Tiếp đó, giọng của bà Hồng Nhung lên tiếng muốn chia tài sản cho con gái mình là Hồng Phượng, rằng là chưa bao giờ nghĩ con là con nuôi, đi tới đâu con cũng là con ruột. Thì bây giờ mấy chục năm nay con sống với gia đình từ bà nội tới bác tư, gia đình này đối xử với con như thế nào? Con phải nhìn lại, con nên nhớ tài sản này là của anh ruột của cô Sáu và chú Bảy. Bây giờ tất cả tài sản cô Sáu muốn con và Hồng Phượng đồng sở hữu. Đoạn ghi âm ngay sau khi đăng tải nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Phần đông khán giả đều bày tỏ sự bức xúc về việc Hồng Nhung và Hồng Phượng tranh giành tài sản của cố nghệ sĩ dù ông mất chưa được 100 ngày. Trước nhiều lời chỉ trích thì phía Hồng Phượng từ chối trả lời thông tin liên quan đến vụ việc và cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Cho đến sáng nay, theo thông tin từ báo Thanh Niên thì Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó, tức là quận Phú Nhuận, xác nhận rằng đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan. Người nộp đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, khởi kiện bà Võ Thị Hồng Loan. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu. Và văn phòng công chứng là Huỳnh Thị Ngọc Yến. Theo đơn khởi kiện, bà Nhung yêu cầu được chia một nửa thửa đất phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho mình và ông Võ Thành Nhiêu, sau khi trừ đi phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính của di chúc miệng là 1,5 tỷ đồng. Và liên quan đến sự việc này thì mới đây trao đổi với Trí Thức trực tuyến thì ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, xác nhận mẹ cô là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái nghệ sĩ Vũ Linh, đã khởi kiện tranh chấp tài sản đối với Võ Thị Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Và hiện nay thì cái vụ kiện này đang được cộng đồng mạng rất là quan tâm. Không chỉ vậy thì trước đó Hồng Loan cũng lên tiếng cho biết là khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn bác cho cô là con nuôi. Từ ngày hôm qua thì khi mà báo chí đăng lên rất là nhiều những bài báo về tin là bên phía của cô Sáu đó, Hồng Nhung đó, đã khởi kiện để cái vấn đề về tranh chấp cái tài sản của cái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại, thì được cộng đồng mạng quan tâm rất là nhiều quý vị. Nó có những cái lùm xùm xoay quanh cái vụ mà di chúc miệng rồi về con nuôi con ruột này nọ vân vân. Thì để theo cái góc nhìn pháp lý đó, Quốc Võ Entertainment cũng xin mình cập nhật một số những cái trang báo về một số những cái bài viết của luật sư
về cái quyền thừa kế đất đai khi mà không có để lại di chúc, hoặc là khi để lại di chúc miệng có những cái đoạn clip và họ lấy đó làm cái bằng chứng đó. Thì khi mà ra tòa để phân định đen trắng đó thì nó sẽ như thế nào? Thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một số những bài viết của luật sư sau đây về cái quyền thừa kế đất đai khi không có di chúc và cũng giống như là có di chúc miệng thì như thế nào nha. Thưa quý vị, thì theo cái điều mà 609 Bộ luật Dân sự 2015 thì cái quyền thừa kế được quy định như sau. Tức là cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế pháp luật hưởng di sản theo di chúc hoặc là theo pháp luật. Đó. Và cái người thừa kế thì không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc. Từ quy định trên có thể hiểu rằng là cái quyền thừa kế bao gồm các quyền như sau. Tức là quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình sau khi mất, quyền để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, và quyền được hưởng phần di sản theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật hoặc của người được hưởng di sản. Nói thì có vẻ nó dông dài, cho nên là quý vị có thể bây giờ cùng với lại Quốc Võ đó thì mình sẽ điểm vào những cái ý chính thôi. Tức là cái ý mà đầu tiên á, là thưa quý vị, mình còn muốn biết rằng là cái hàng thừa kế đó, của những cái người mà được hưởng cái lợi từ cái việc mà không để lại di chúc của người quá cố đó thì như thế nào, bằng cái việc xác định cái hàng thừa kế. Thì thưa quý vị, cái hàng mà thừa kế thứ nhất đó thì gồm có là những người sau đây, bao gồm là vợ nè, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Đó là cái hàng thừa kế thứ nhất, phải không ạ? Rồi cái hàng thừa kế thứ hai thì mới tới là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà là người chết là ông nội, ông ngoại, bà ngoại, vân vân. Đó. Rồi, nói chung là như đó thôi là chúng ta cũng đã hiểu rồi là cái hàng thừa kế nào là ai là cái người là sẽ được thừa kế thứ nhất, phải không ạ? Tiếp theo thì chúng ta có một câu hỏi rằng là cái thủ tục thừa kế nhà đất mà khi cái người thân mà họ không để lại di chúc đó thì cái hàng thừa kế thứ nhất là gồm có ai? Thì câu trả lời sẽ là hàng thừa kế thứ nhất gồm có là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Đó thì thuộc cái hàng thừa kế thứ nhất, nếu như mà người thân không để lại di chúc, ha quý vị ha. Và cái hàng thừa kế thứ hai đó thì gồm có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Đó, như vậy thì cái vấn đề cái hàng thừa kế thứ hai đó thì chỉ có là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột thôi. Còn cái vấn đề mà cháu ruột của người chết á thì không có cái tính vô cái vấn đề về là cái người chết là cậu hoặc là chú hoặc là cô hoặc là gì nha quý vị nha. Mà cái người chết phải là ông nội, bà ngoại, ông ngoại, bà ngoại. Cho nên thì cái hàng người thừa kế thứ hai thì mới gồm có những người đó quý vị. Chứ còn nếu mà cháu mà kêu bằng cậu thì nói chung là sẽ không có thuộc cái hàng thừa kế thứ hai nữa, mà sẽ chuyển qua là cái hàng thừa kế thứ ba. Đó. Cho nên là cái hàng thừa kế thứ nhất á, nếu như cái người chết mà không để lại di chúc á, thì vẫn là vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con mẹ nuôi, rồi con đẻ, con nuôi, vân vân. Đó. Đó là cái câu hỏi thứ hai mà người ta thường hay đặt ra như thế. Rồi. Cái câu hỏi thứ ba mà người ta thường hay hỏi rằng là như vậy thì cái thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là như thế nào? Thì thưa quý vị, sau khi mà công chứng cái văn bản thừa kế và thực hiện thủ tục niêm yết
bạn thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất. Hồ sơ bao gồm là bản chính văn bản từ chối nhận di sản thừa kế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xác nhận đã thực hiện việc niêm yết tại ủy ban nhân dân xã, bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân số hộ khẩu của mẹ bạn, tờ khai thuế thu nhập cá nhân về và lễ phí trước bạ. Thì ở đây coi như là Hồng Loan đó, là cái vấn đề thì đi đem cái bản sao chứng thực chứng nhận là chứng minh dân hộ khẩu là của anh Vũ Linh đó, thưa quý vị. Giải quyết tranh chấp khi chia thừa kế đất đai không có di chúc. Tài sản là đất đai của người chết để lại, không có di chúc, dễ phát sinh tranh chấp. Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp trong trường hợp này tương tự như giải quyết tranh chấp thông thường. Đó. Tuy nhiên cần lưu ý về thẩm quyền giải quyết tranh chấp được áp dụng theo Điều 203 Luật Đất đai 2013 như sau. Thứ nhất, tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và tranh chấp tài sản gắn liền với đất thì tòa án nhân dân giải quyết. Thứ hai, tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc là không có một cái loại, không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định. Bây giờ thì mình sẽ coi như là qua những cái câu hỏi mà quan trọng đặc biệt trong cái việc mà nó liên quan đến gia đình của cố nghệ sĩ Tô Vũ Linh. Thì bên trong đó họ có những cái di chúc miệng, gọi là di chúc miệng, nhưng thật sự là đây là một trong những cái đoạn clip được quay lại trong quá khứ. Thì cái thời điểm này thì cũng xảy ra cũng khá lâu rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề này để cho chúng ta coi là luật sư họ trả lời như thế nào trong cái câu chuyện của bên phía của gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh. Thưa quý vị, trước hết thì chúng ta nên biết rằng là di chúc miệng là gì. Thì theo Điều 624 và Điều 627 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản. Nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Trường hợp tính mạng của một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Như vậy, theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, di chúc phải được lập thành văn bản. Người để lại di chúc chỉ được lập di chúc miệng khi rơi vào các hoàn cảnh như là tai nạn, bị cái chết đe dọa, mà không thể lập di chúc bằng văn bản nhưng có nguyện vọng để lại di sản cho người thừa kế. Yeah. Như vậy thì họ đã nói rõ ràng là di chúc miệng là gì. Như vậy thì những cái đoạn clip ở trên mạng xã hội khi được đăng tải lên, khi mà anh Vũ Linh đang ngồi rồi nói rằng là cái con nhà đó như thế nào đó, thì có phải là di chúc miệng hay không? Thì quý vị đã nghe qua cái lời phát biểu của luật sư về di chúc miệng thì quý vị hãy tự đánh giá là đó có phải là di chúc miệng hay không nha. Rồi, thứ hai, di chúc miệng khi nào thì có hiệu lực? Theo quy định tại khoản 5 Điều 630 Bộ Luật Dân sự 2015, di chúc miệng được coi là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau. Người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất là hai người làm chứng. Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại và cùng ký tên hoặc điểm chỉ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, thì di chúc miệng phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực, xác nhận chữ ký hoặc chỉ điểm của người làm chứng.
Như vậy, di chúc miệng hợp pháp phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên. Ngoài ra, di chúc miệng là cơ sở để xác lập quan hệ dân sự liên quan đến quyền và nghĩa vụ trong thừa kế. Vì vậy, người lập di chúc và người làm chứng cho di chúc miệng cũng phải đáp ứng các điều kiện của quy định của Bộ Luật Dân sự 2015. Đó quý vị, như vậy thì coi như là cái người mà lập di chúc miệng này đó, thì trong vòng 5 ngày kể từ ngày lập di chúc miệng thì phải có được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc chỉ điểm của người làm chứng thì mới được quý vị. Tức là phải có từ ít nhất là 2 người làm chứng trở lên. Đó. Và cái người mà lập di chúc miệng này họ không có khả năng mà viết, hoặc là họ bị cái chết đe dọa, họ không có khả năng để mà coi như là lập những di chúc bằng văn bản, thì họ có quyền lập di chúc miệng. Tuy nhiên phải có trên 2 người làm chứng. Đó quý vị. Và trong 5 ngày kể từ ngày lập di chúc miệng đó là phải ra phòng công chứng hoặc là cơ quan có thẩm quyền để chứng thực xác nhận chữ ký này. Đó. Rồi, tiếp tục. Điều kiện đối với người lập di chúc. Trong hoàn cảnh nguy kịch, tai nạn hoặc bị cái chết đe dọa, người lập di chúc có thể được phép để lại di chúc miệng. Tuy nhiên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực lập di chúc theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015. Cụ thể là người lập di chúc phải là minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Hình thức di chúc không trái quy luật của luật. Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. Đó, quý vị thấy rõ ràng không? Điều kiện đối với người làm chứng. Cái này quan trọng nè quý vị nè. Bởi vì trong cái phần đầu á, thì chúng ta nói rằng là có phải có là 2 người làm chứng trở lên, đúng không ạ? 2 người làm chứng trở lên. Như vậy thì cái điều kiện của người làm chứng là như thế nào? Người làm chứng đối với di chúc miệng phải đáp ứng điều kiện đối với người lập di chúc theo điều 632 Bộ Luật Dân sự 2015 như sau. Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc trừ những người sau đây. À, tức là tất cả mọi người đều có thể là làm chứng được trừ ra những trường hợp sau đây. Tức là thứ nhất là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc. Đó. Tức là quý vị biết sao không? Tức là những cái người mà làm chứng là không phải là cái người được quyền thừa kế. À, theo di chúc. Đó. Tức là những người thừa kế theo pháp luật của người lập di chúc đó, theo quy định của điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015 gồm có là hàng thừa kế thứ nhất gồm có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, vân vân. Hàng thừa kế thứ hai thì gồm có ông nội, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết, mà là người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, vân vân. Hàng thừa kế thứ ba gồm có là cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết, mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắc ruột của người chết, mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. Người có quyền nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc. Đó. Người chưa thành niên, người mất năng lực dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. Như vậy thì sao quý vị? À, như vậy thì cái người mà làm chứng, tức là ở trong cái đoạn clip đó nó có một số người ngồi chung ở trong đoạn clip đó, thì trong đó có những cái người làm chứng. Như vậy thì cái người làm chứng không phải là người thừa kế theo di chúc. Đó, cũng là không phải là người có quyền nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc. À, các bạn thấy rõ ràng không? Đó, như vậy thì trong cái đoạn clip đó thì gồm có, quý vị thấy rằng gồm có cô Sáu nè, có Hồng Phượng nè,
rồi có một vài người đàn ông gì nữa ra nữa, thì dĩ nhiên là nếu như cái quyền thừa kế là những người ở trong gia đình, ví dụ như là em ruột nè hoặc là cháu ruột nè, thì những người đó không được quyền làm chứng ha quý vị ha. Đó rồi cuối cùng là cái di chúc miệng có thể bị hủy bỏ trong trường hợp nào, cái này cũng quan trọng nè quý vị nè. Theo điều 269 Bộ luật dân sự 2015 quy định, sau 3 tháng nha, sau 3 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. À cái này rất là quan trọng quý vị ha. Như vậy thì là cho dù là đó là di chúc miệng chăng nữa, nhưng mà sau 3 tháng kể từ thời điểm lập di chúc á, mà nếu như người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. Như vậy khi người lập di chúc trong hoàn cảnh bị đe dọa tính mạng nguy kịch thì người đó hoàn toàn được quyền lập di chúc bằng miệng và phải có người làm chứng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên cứ sau 3 tháng kể từ ngày người đó lập di chúc mà người đó vẫn còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. Đồng thời trong các trường hợp người lập di chúc miệng đủ điều kiện lập di chúc nhưng những người làm chứng của người lập di chúc không đáp ứng hoặc các điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, hoặc người lập di chúc miệng và nội dung di chúc không đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc miệng có thể bị hủy bỏ. Đó quý vị, đó là những cái lời mà cô luật sư họ đã nói trên những cái website về thư viện pháp luật. Thì chúng ta cũng đã nghe qua và chúng ta cũng đã hiểu biết phần nào. Đối với những quý vị nào mà chưa có rành về luật đó, thì chúng ta cứ nghe cái clip này và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem qua để chúng ta biết được rằng là thế nào là di chúc miệng, ai là cái quyền được thừa hưởng di chúc, và di chúc miệng đó có được tồn tại vĩnh viễn hay không, hay là sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp nào và thời gian nào. Xin chào cả nhà thân mến. Không biết là hôm nay mọi người có khỏe hay không? Bây giờ là chắc là buổi sáng bên Việt Nam ha. Còn bây giờ là buổi tối, chiều tối tại tại, tại Mỹ. Thì Quốc Võ cũng xin chúc cho quý vị một ngày mới an lành, bình yên và hạnh phúc bên gia đình của mình. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Quốc Võ mình nâng ly một ly trà buổi sáng nha. Xin mời. Quốc Võ đang uống cái trà là Ashitaba quý vị. Ashitaba là một cái loại trà mà rất là đặc biệt, sản xuất từ Nhật Bản luôn quý vị. Đó, cái trà này uống vô để giảm mỡ trong máu ha, tức là giảm cholesterol, rồi tránh đột quỵ nè, tránh đau nhức khớp tay khớp chân nè ha, giúp cho chúng ta ngủ ngon nè, điều hòa khí huyết nè, tất cả mọi thứ. Thì quý vị biết rằng là trong cái tháng 6 này là cái tháng của cái ngày mà lễ cha, tức là Father's Day đó. Lúc nào cũng vậy hết á, một Mother's Day không thôi sau là tới là Father's Day của tháng 6 luôn quý vị, thì cũng có những đợt khuyến mãi đặc biệt luôn. Đó, đây là trà Ashitaba đó, một hộp như vậy đó quý vị là 60 gói, bên trong nè quý vị mở ra nè, thấy không, 6 ngăn, mỗi ngăn 10 gói, tức là 60 gói đó. Họ làm cái hộp rất đẹp ha. Cái hộp trà này có phải bán là 65 đô la cho một hộp nha, 65 đô la. Mà nếu như quý vị nào mua 3 hộp như thế này nè, là Quốc Võ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet. Đây, chai dầu này quý vị nè. Đó. Chai dầu này nha và một hộp trà nhỏ này. Nếu như quý vị nào mà mua 3 hộp trà lớn thì quý vị sẽ được tặng một hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet. Hộp trà nhỏ này Quốc Võ bán là 25 đô la, chai dầu này Quốc Võ bán là 15 đô la. Như vậy là cái quà phần quà tặng là 40 đô la quý vị. Quà tặng là 40 đô nếu quý vị nào mua 3 hộp trà lớn này, mỗi hộp 65 đô la. Đó, đã chưa? Rồi, đó là cái phần nói về là trà. Rồi, bây giờ mình nói tới cái bột dinh dưỡng. Bột dinh dưỡng Ashitaba. Đây quý vị, nó cũng là cùng một hãng luôn, tức là hãng Ashitaba luôn, từ Nhật Bản luôn quý vị. Nhưng mà cái này là bột. Nếu như mà quý vị nào đó mà làm biếng ăn nè, ví dụ như mình không có thời gian để ăn sáng nè, mình đi làm sớm quá thì mình dùng 2 gói bột này, mình đổ vào trong một cái ly cao cỡ này, rồi mình đổ nước sôi vào, mình quấy đều lên
mình uống hết cái ly đó là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn sáng luôn nha quý vị nha. Chỉ cần hai gói thôi quý vị ha, hai gói thôi. Hoặc là quý vị nào mà không muốn ăn trưa đó, ví dụ mình làm nail, mình làm tóc, hoặc là mình làm cái nghề gì mà không có thời gian ăn trưa đó, thì mình cũng có thể dùng hai gói bột này, mình đổ vào trong cái ly đó, mình khuấy đều lên bằng nước sôi rồi mình uống là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn trưa. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì trong này có 36 chất lượng. Người ta nói hồi xưa là bột ngũ cốc đó, ngũ cốc là chỉ có 5 chất thôi, mà bây giờ có 36 chất luôn quý vị. Nó rất là đủ chất dinh dưỡng cho mình luôn. Dĩ nhiên nó không có thịt cá trong này, nó không có thịt cá, tức là dành cho những người nào mà ăn chay trường được luôn quý vị ha. 36 chất dinh dưỡng. Phía sau này nó có cái hình nè, cái hình này là chụp là 36 chất dinh dưỡng nè quý vị nè. Trái cây, củ quả, rau gì đó đủ thứ trong đây hết quý vị đó. Hoặc là quý vị đi làm về mệt buổi tối đi, mình không có thời gian để nấu cơm và mình cũng mệt mỏi quá, mình không muốn ăn cơm tối đó, thì mình có thể dùng hai gói bột này để mình khuấy đều lên và mình uống luôn cũng được luôn quý vị, là thay bữa ăn tối luôn, đủ chất dinh dưỡng luôn quý vị đó. Bảo như vậy thì coi như là cái hộp bột này nè, cái hộp này nó có 60 gói, giá là $95 cho một hộp quý vị nha. $95 cho một hộp này. Mà nếu như mà quý vị nào mà mua một hộp này đó, thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà nhỏ này. À, nó đã chưa? Toàn là tôi tặng không quý vị. Hộp trà nhỏ này đó, chỉ cần quý vị mua một hộp trà này thôi là quý vị sẽ được tặng một hộp trà nhỏ này. Đã chưa? Vừa có bột vừa có trà luôn mới đã chứ. Chỉ có $95 thôi quý vị, $95 thôi đó. Rồi thì cái đó là coi như là mình vừa nói là trà acetaba và bột dinh dưỡng acetaba. Bây giờ mình sẽ nói tới một cái đặc biệt hơn nữa là cái gì quý vị biết không? Đông trùng hạ thảo. Cái này mới ghê nè quý vị. Đây, quý vị thấy cái hộp này không? Cái hộp này họ thiết kế rất là đặc biệt, rất đẹp luôn. Mình mở nắp ra nè. Đây, đó. Mở nắp ra là bên trong nó có một cái chai. Cái chai này họ làm cái nhãn hiệu rất là đẹp luôn quý vị. Rất đẹp luôn. Trong chai này có 90 viên tất cả, viên con nhộng quý vị ha, viên con nhộng 90 viên. Đông trùng hạ thảo thì quý vị nói rằng cái nó quá tuyệt vời, nó không có cái gì mà nó hơn đông trùng hạ thảo được hết á. Đó, nó ngang hàng với lại là Fucoden đó quý vị. Thì cái đông trùng hạ thảo này nó ngăn ngừa ung thư nè. Nếu như quý vị nào mà bị mà ung thư thì lúc mà bị xạ trị đó, thì cái này nó cũng giúp cho rất là nhiều luôn. Nó cái gì đó, nó hạn chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư ha. Và nếu như quý vị nào mà chưa bị ung thư đó, thì cái này là ngăn ngừa ung thư rất là tốt luôn. Ngoài ra nó trị rất là nhiều những cái bệnh giảm mỡ, giúp ngủ ngon, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, tăng cường lượng đường huyết, tránh cao mỡ, giúp chúng ta khỏe mạnh trong người. Mình uống buổi sáng nha quý vị nha, buổi sáng như vậy mình uống 2 viên là đủ rồi đó. Một ngày 2 viên thôi, sáng thức dậy một cái đó là uống liền. Là một ly nước lọc cao cái này nè, nặng thêm chút xíu chanh hay là gì đó vô cho nó khử độc tố, rồi mình uống hai cái viên này nè vô trước khi ăn sáng, đó là tuyệt vời luôn quý vị. Mình uống bảo đảm 7 ngày thôi là mình thấy nó khác, cái khởi mình khác liền. $200 một hộp này quý vị, chỉ có $200 thôi một hộp này thôi. Mà trong cái mùa tháng 6 này quý vị biết rằng là nếu như chúng ta mua hai hộp này thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ này và một chai dầu Tibet này, thậm chí free shipping quý vị luôn nha, free ship luôn. Nếu như quý vị mua hai hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp $200, hai hộp là 400, thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ này cộng thêm một chai dầu Tibet này và free shipping cho quý vị luôn. Đã chưa, hết sảy luôn còn gì nữa đó. Rồi cái đó là mình nói tới đông trùng hạ thảo. Và bây giờ cũng đặc biệt nữa, không kém, cái mặt hàng này là Quốc Võ đã bán trên thị trường rất nhiều rồi quý vị. Mọi người mua ủng hộ và đã tái order tới 3-4 lần rồi quý vị. Đó là cái gì? Collagen. Collagen là từ Nhật Bản. Đây, một hộp này nè quý vị nè. Một hộp này gồm có 10 lọ, mỗi lọ nó như thế này. À, đã chưa? 10 lọ nha, 10 lọ mỗi hộp. Collagen thì quý vị biết rằng là nó làm cho chúng ta là da dễ hồng hào nè, tẩy tế bào chết nè, những người nào bị tàn nhang nè, bị nám mặt nám mày nè ha. Nhất là quý vị mà từ 40 tuổi trở lên đó, bắt đầu là cái da mình nó có chiều hướng là nó hơi nhăn nhăn hết quý vị đó, chân chim này nó đó. Rồi
là cái đông trùng hạ thảo này đó, là cái collagen này nè, nó sẽ giúp cho mình là tái tạo lại da mới ha, căng da sáng bóng không cần phải kích Botox hay là cái gì cả. Rồi móng tay móng chân rất tốt luôn, cái này mình uống trước khi đi ngủ nửa tiếng ha, trước khi đi ngủ nha, uống nửa tiếng là mình uống một lọ này vô, giúp cho mình ngủ ngon ha, ngủ rất ngon. Ngoài ra làm cho mình là trắng da dài tóc tuyệt vời luôn, móng tay móng chân rất là chắc khỏe luôn đó, cảm thấy tinh thần mình sảng khoái, nó làm cho mình ngủ sâu. Ví dụ như là mình ngủ từ 12 giờ khuya là mình ngủ đi, thường thường quốc võ ngủ là sao mà 2 giờ khuya không à, tại mình làm việc nhiều, mình uống vô một cái lọ này ngủ một giấc luôn cho tới 7 giờ luôn quý vị, không tiểu đêm luôn. Nếu như mình uống cái đông trùng hạ thảo này nè, mình uống cái này là buổi sáng, mình uống cái này buổi tối, hai cái kết hợp với nhau không tiểu đêm luôn quý vị, là một giấc từ 12 giờ khuya tới 7 giờ sáng luôn quý vị, ngủ sâu và ngủ ngon thì nó khỏe trong người. Chứ nếu mà mình ngủ mà nó trằn trọc băn khoăn rồi mình nhớ chuyện này nhớ chuyện nọ đó là nó mệt mỏi lắm. Cho nên là giúp cho chúng ta ngủ sâu và ngủ ngon thì đây là collagen nha quý vị nha. Một hộp này đó $90 một hộp này quý vị, $90 một hộp này nha. Mà trong cái mùa tháng 6 này là cái tháng mà ngày lễ tạ ơn cha đó, thì Quốc Võ sẽ có được khuyến mãi rằng chúng ta mua 2 hộp tặng 1 hộp. À, mua 2 hộp tặng 1 hộp nha. Mua 4 hộp tặng 2 hộp. Và mua 6 hộp tặng 4 hộp. Mà khi nào quý vị mua 6 hộp đó, ngoài cái tặng 4 hộp ra thì Quốc Võ tặng thêm một cái chai dầu Tibet này nè. Chai dầu này bán lẻ 15 đồng nha. Sản xuất tại Mỹ 100%. Chai dầu này sản xuất tại Mỹ, giúp cho chúng ta bị đau nhất chỗ nào là mình thoa cho đó. Đó. Thoa rồi bị cảm cúm sổ mũi, hít vô một cái là nó hết. Đau nhất hoặc là con gì cắn là thay vô là nó hết quý vị. Chai dầu này nè, sản xuất tại Mỹ nha. $15 chai dầu này. Nếu như quý vị nào mua 2 hộp collagen mình tặng 1 hộp. Nếu quý vị mua 4 hộp mình tặng 2 hộp. Nếu quý vị nào mà mua 6 hộp mình tặng 4 hộp và tặng thêm chai dầu này nữa nha quý vị nha. Nhưng mà cái này nó rất là nặng, cho nên tiền shipping là quý vị phải trả nha, chứ không có free được. Tiền shipping là quý vị phải trả tiền shipping, tính toán theo cái khối lượng mình mua bao nhiêu thì tính toán là cái giá shipping bao nhiêu. Một cái hộp này nặng lắm quý vị, đó rất nặng nha, mà 10 hộp là nặng dữ lắm. Cho nên là mình chia ra làm hai cái kiện hàng. Ví dụ như quý vị nào mà mua là 6 hộp tặng 4 hộp thì tổng cộng là 10 hộp đúng không, thì mình chia ra hai kiện hàng, mỗi kiện hàng là 5 hộp để mình ship. Bởi vì nếu mình bỏ vô kiện hàng mà 10 hộp á, thì cái người mà bưu điện họ nặng quá, họ khiêng không nổi rồi họ quăng bể. Tại cái chai này bằng thủy tinh, chai này bằng thủy tinh như quý vị nha, cho nên là nó dễ bể. Vì vậy cho nên nếu mình bỏ một vô kiện hàng mà 10 hộp luôn á, thì nó quá nặng đây, nó tới 30 mấy pound là nó nặng quá, thì cái người mà bưu điện họ sẽ không khiêng nổi và họ quăng nó bể. Cho nên Quốc Võ sẽ chia ra làm hai kiện hàng, mỗi kiện hàng là 5 hộp thôi, thì nó sẽ nhẹ hơn thì dễ hơn đó. Cô đi chào quý vị nha, quá tuyệt vời luôn. Mời quý vị. Thì đó là những sản phẩm mà Quốc Võ đang chia sẻ cho mọi người trong cái tháng 6 này, là cái tháng lễ tạ ơn cha. Và nếu như quý vị mà thương mến Quốc Võ trong thời gian vừa qua đó, thì Quốc Võ xin cảm ơn rất quý vị rất là nhiều. Có nhiều quý vị cũng đã tái order trở lại để mà cùng đồng hành chung Quốc Võ trong suốt thời gian vừa qua, thì đó là những cái điều rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều và ủng hộ Quốc Võ bằng cách là chúng ta nhấn vào nút subscribe kênh, like vào cái clip này, đồng thời cũng là order sản phẩm bằng cách là chúng ta gọi điện thoại cho Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474, 714-247-9474. Hoặc là quý vị nằm ở xa đó thì mình có thể là liên lạc qua Zalo. Zalo đó là số điện thoại là cộng 1 nha, nhớ là cộng 1 714-247-9474. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị và chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là yên bình, hạnh phúc và thân tâm an lạc nha. Ok, I love you.